Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 6 tháng 10 năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày sinh của nhà thơ Xuân Quỳnh, Google đã chính thức thay đổi ảnh đại diện logo ở trên trang chủ của mình thành bức họa cách điệu mang hình dáng của nhà thơ Xuân Quỳnh, cùng với hình ảnh con thuyền lướt trên sóng và đàn chim ở trên bầu trời. Hình ảnh này nằm trong bộ sưu tập các doodle của Google được lập ra nhằm tôn vinh những nhân vật, sự kiện nổi tiếng và đáng nhớ có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Như vậy, sau cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cố họa sĩ Bùi Xuân Phái vừa được Google vinh danh ở trên trang chủ, Xuân Quỳnh là danh nhân Việt Nam thứ ba và là người phụ nữ đầu tiên được Google vinh danh. Về thân thế, Xuân Quỳnh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Bà sinh ngày 6 tháng 10 năm 1942 tại xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Nay là phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Xuất thân trong một gia đình công chức, mẹ mất sớm, bố thường xuyên đi công tác xa gia đình. Xuân Quỳnh được bà nội nuôi dạy từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Xuân Quỳnh mất vào ngày 29 tháng 8 năm 1988. Về sự nghiệp, tháng 2 năm 1956, Xuân Quỳnh được tuyển vào Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương và được đào tạo thành diễn viên múa. Bà đã nhiều lần đi biểu diễn ở nước ngoài và dự Đại hội Thanh niên Sinh viên Thế giới vào năm 1959 tại Áo. Từ năm 1962 đến năm 1964, Xuân Quỳnh học trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ khóa 1 của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi học xong, làm việc tại Báo Văn nghệ, Báo Phụ nữ Việt Nam. Năm 1967, bà được kết nạp và trở thành ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 3. Năm 1973, Xuân Quỳnh kết hôn với nhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Vũ. Trước đó, Xuân Quỳnh kết hôn lần đầu tiên với một nhạc công của Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương và đã ly hôn. Từ năm 1978 cho đến lúc mất, Xuân Quỳnh làm biên tập viên của nhà xuất bản Tác phẩm mới. Xuân Quỳnh mất ngày 29 tháng 8 năm 1988 trong một vụ tai nạn giao thông tại đầu cầu Phú Lương, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cùng với chồng Lưu Quang Vũ và con trai Lưu Quỳnh Thơ mới 13 tuổi. Năm 2001, bà được truy tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định số 602 chính thức truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho cố nhà thơ Xuân Quỳnh với hai tập thơ là Lời ru trên mặt đất và Bầu trời trong quả trứng. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về nội dung thơ ca của nhà thơ Xuân Quỳnh. Chủ đề chính trong những bài thơ của Xuân Quỳnh thường hướng nhiều về nội tâm như kỷ niệm tuổi thơ, tình yêu gia đình. Thơ ca của bà có tính hướng nội, thiên nhiều về tâm trạng cá nhân nhưng không xa rời với đời sống. Thơ của Xuân Quỳnh là đời sống thực, đời sống của bà trong những năm đất nước còn đang bị chiến tranh, nghèo đói. Thơ của bà là những lo toan con cái, cơm nước, nhà cửa của một người phụ nữ. Những nét riêng trong thơ của Xuân Quỳnh so với các thế hệ nhà thơ hiện đại khác cùng thời, đó chính là cái gọi là khía cạnh nội tâm. Thời ấy, đa phần thơ thiên về phản ánh sự kiện xã hội. Tâm trạng của tác giả thường là tâm trạng chung của xã hội. Vui buồn của tác giả hòa chung với vui buồn của người dân trong xã hội. Tâm trạng thơ trong Xuân Quỳnh thì lại khác. Những lời thơ của tác giả nảy sinh ra từ chính những cuộc sống đời thường của tác giả. Những câu thơ của Xuân Quỳnh giàu tình cảm và sự tinh tế. Những lẩn khuất phía sau những tình cảm ấy lại là những tư tưởng có tính khái quát, triết lý. Đấy là một trong những triết lý được nảy sinh từ đời sống. Đề tài thơ của Xuân Quỳnh không phải là điều quan trọng. Điều mà nhà thơ quan tâm nhất ở đây
đó chính là chủ đề. Thơ của Xuân Quỳnh bao giờ cũng có tứ, dùng tứ để bộc lộ chủ đề. Đây được coi là một trong những đóng góp đáng quý, vì trong giai đoạn này, thơ của chúng ta rất lỏng về tứ. Các tác phẩm chính của nhà thơ Xuân Quỳnh bao gồm các tập thơ Tơ Tằm Chồi Biếc, Hoa Dọc Chiến Hào, Gió Lào Cát Trắng, Lời Ru Trên Mặt Đất, Cây Trong Phố, Chờ Trăng, Sân Ga Chiều Em Đi, Tự Hát, Hoa Cỏ May, Thơ Xuân Quỳnh, Thơ Tình Xuân Quỳnh Lưu Quang Vũ, Không Bao Giờ Là Cuối, Tiếng Gà Trưa. Các tác phẩm viết cho thiếu nhi: Mùa Xuân Trên Cánh Đồng, Bầu Trời Trong Quả Trứng, Chuyện Lưu Nguyễn, Bến Tàu Trong Thành Phố, Vẫn Có Ông Trăng Khác, Tuyển Tập Chuyện Thiếu Nhi, Chú Gấu Trong Vòng Đu Quay. Các bài thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh được phổ nhạc đó là Bài Sóng do nhóm sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh phổ nhạc vào tháng 4 năm 2017. Thơ Tình Cuối Mùa Thu được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Thuyền và Biển, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc 12 câu cuối trong những năm 80. Mẹ Của Anh được phổ nhạc bởi Trịnh Vĩnh Thành. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về thành tựu nghệ thuật của nhà thơ Xuân Quỳnh. Thơ Xuân Quỳnh luôn giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau, như chính tính cách luôn hết mình của nhà thơ. Những bài thơ Khi Hạnh Phúc Đắm Say, Lúc Đau Khổ, Suy Tư của nhà thơ luôn gần gũi vì được viết với sự đằm thắm của một người phụ nữ vừa làm thơ, vừa làm vợ, làm mẹ. Nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh đã trở nên nổi tiếng như Thuyền và Biển, Sóng, Hoa Cỏ May, Tự Hát, Nói Cùng Anh. Các bài thơ Sóng, Tiếng Gà Trưa, Chuyện Cổ Tích Về Loài Người đã được đưa vào trong sách giáo khoa phổ thông ở Việt Nam để giảng dạy. Nhà thơ Xuân Quỳnh đã từng nói, vì thích thú, làm văn học cảm thấy mình được sống thêm một cuộc đời nữa. Vì uất ức, khi mới vào nghề bị xô đẩy, bị khinh rẻ, nên tôi phải quyết sống. Mà sống tức là phải viết, nói được niềm vui nỗi khổ của mình. Tôi cảm thấy có cái sung sướng không mấy ai có. Như người khác không được yêu, mình được yêu. Như người khác chỉ biết im lặng, mà mình biết nói, và nói lên được thành tiếng. Và có thể nói, Sóng là một trong những bài thơ thành công nhất trong sáng tác của Xuân Quỳnh. Sóng thể hiện âm thanh trong trẻo của người con gái khi yêu. Xuân Quỳnh đã bộc lộ hết cảm xúc của cô gái khi đem lòng yêu thương một chàng trai. Mong ước của Xuân Quỳnh chính là có thể hòa vào biển lớn của tình yêu. Và trong video tiếp theo, mình xin mời các bạn cùng tìm hiểu về tác phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Một lần nữa, mình rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi video mới nhất từ kênh này. Xin chào và hẹn gặp lại!